Ngày 28 tháng 4 vừa qua, công trình cầu Thủ Thiêm 2 dài gần 1,5 km gồm 6 làn xe bắc qua sông Sài Gòn đã chính thức thông xe sau 7 năm thi công. Với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng, đây là dự án có kinh phí lớn nhất trong số các dự án cầu đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Công trình này được kỳ vọng sẽ giúp hoàn thiện trục giao thông chính của thành phố, tăng kết nối khu trung tâm với khu đô thị mới Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức. Theo quy hoạch, sẽ có 4 cây cầu và một hầm kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm thành phố. Sau cầu Thủ Thiêm 2, thành phố đang chuẩn bị đầu tư 2 cầu Thủ Thiêm 3 và Thủ Thiêm 4. Có thể nói, phát triển hạ tầng giao thông luôn là mối quan tâm lớn của chính quyền và người dân, nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh về lâu dài. Thưa quý vị, khỏi phải nói hạ tầng giao thông nó quan trọng như thế nào trong giao thông của chúng ta phải không ạ? Hạ tầng tốt thì làm giảm thiểu đáng kể cái số lượng vụ tai nạn hay là các sự cố khi đi trên đường, giúp việc đi lại chuyên chở hàng hóa được thông suốt hơn và từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Lợi ích thì đã rõ ràng, nhưng mà trong thực tế thì phát triển hạ tầng giao thông chưa bao giờ là bài toán dễ để có những cái lời giải. Và trong chương trình Đi An Toàn và Hạnh Phúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề này với hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý khán giả HTV, chào anh Phước Lập, chào chị Ngọc Duyên. Và khách mời của tôi, chị Ngọc Duyên, đạo diễn Ngọc Duyên. Cảm ơn chị. Dạ, xin chào anh Phước Lộc và xin chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thật sự hạ tầng giao thông đô thị thì phải bàn tất cả những vấn đề nó liên quan tới đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không. Nhưng mà xin phép trong thời lượng cho phép, chúng ta nói về cái nóng nhất, cái mà quan tâm nhiều nhất là trong đường bộ thôi. Một số tuyến đường được mở rộng ra. Dạ. Giải quyết được khá là nhiều về cái vấn đề gọi là bị kẹt xe, bị ùn tắc giao thông. Yeah. Một số tuyến đường có đẹp hơn. Cái điều được nữa là những cây cầu vượt. Có thể nói, sự đầu tư nâng cấp đường xá, cầu cống tại khu vực phía đông, tức thành phố Thủ Đức, là một trong những ví dụ rõ nét cho thấy nỗ lực của chính quyền và người dân trong việc phát triển hạ tầng giao thông thành phố. Tại đây, tuyến xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai được nâng cấp, xây mới cũng như mở rộng, tạo nên hình hài của một xa lộ hiện đại thông thoáng với chiều rộng mặt đường từ 21m được mở rộng lên đến 142m, có đoạn rộng đến hơn 153m. Song song với xa lộ Hà Nội, lừng lững trên cao là tuyến đường sắt đô thị, còn gọi là tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, với hệ thống nhà ga, đường chạy tàu đang dần thành hình. Hiện tại, việc thi công công trình này đã bước vào những giai đoạn cuối cùng trước khi có thể đưa vào vận hành trong năm 2023. Nói về cái được để chúng ta nhắc nhở nhau những điều mà trong cái nhìn của chúng ta nó vẫn còn ngổn ngang, vẫn còn chưa được. Hiện nay thì cái hạn chế nhất của mình đó là cái quỹ đất dành cho giao thông, cái số km đường, phục đất đô thị dành cho giao thông chúng ta không có, thiếu. Rồi hiện nay chúng ta cũng thường các phương tiện thông tin báo chí mà chúng ta xem gần đây. Cái của thành phố hiện nay mặc dù là một trung tâm kinh tế văn hóa lớn, là kết nối vùng, nhưng mà các cái tuyến đường vành đai chúng ta rất là thiếu. Cũng em cũng đã từng nghe bao nhiêu những giải pháp là mình giảm bớt cái lượng xe cá nhân để mình đi xe công cộng. Thì cái đó khi nào thì mình mới thực hiện được? Đó cũng là một câu hỏi của em nghĩ là cũng khá đông người dân như em. Thành phố hơn 10 triệu dân, phương tiện giao thông cá nhân mà đăng ký ở thành phố nó trên con số 8 triệu rưỡi rồi. Hậu quả nó là gì về lâu về dài? Đó là ùn tắc giao thông, là đó là cái chắc chắn. Nhưng cái ùn tắc giao thông nó sẽ dẫn đến cái gì? Ngoài cái việc ùn tắc giao thông thì cái tai nạn giao thông là nguy cơ luôn rình rập. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các dự án về phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Theo đó, thành phố chú trọng hoàn thiện các tuyến đường vành đai. Các tuyến đường này nằm trong các dự án giao thông trọng điểm, góp phần đáng kể trong việc giải quyết bài toán giao thông của thành phố nói chung. Bên cạnh đó, thành phố cũng có định hướng mở rộng tuyến quốc lộ hướng tâm tại các khu vực cửa ngõ. Thành phố cùng chú trọng nâng cấp các cầu trên tuyến kết nối nội thành với cảng biển, cũng như thực hiện những hạng mục công trình nhằm giảm ùn tắc tại 5 cửa ngõ ra vào thành phố và đầu mối giao thông kết nối tới sân bay Tân Sơn Nhất. Mong muốn của các cái cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đó là chúng ta xây dựng được một cái hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo xứng tầm với cái tầm vóc đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, hy vọng rằng cuộc trao đổi vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm những thông tin xoay quanh câu chuyện phát triển hạ tầng giao thông, một trong những vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố chúng ta.
Chương trình Đi An Toàn Về Hạnh Phúc hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban An Toàn Giao thông Thành phố thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.